Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Hiện nay các mẫu Ultrabook đang ngày càng được tối giản về thiết kế, đặc biệt là cân nặng, nhưng hiệu năng thì lại được cải thiện rất nhiều. Nếu những chiếc laptop dưới 1kg là một sự đột phá lớn thì hiện nay các hãng đã có thể làm điều này một cách rất là dễ dàng. Và ThinkPad Nano X1 Gen 2 đến từ Lenovo đã thành công trong việc thiết kế ra một chiếc laptop nhẹ như vậy. Hãy cùng mình vào video để khám phá xem một chiếc laptop nhẹ thì thiết kế sẽ ra sao và hiệu năng sẽ như nào nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là màu đen nhám bao phủ toàn bộ vỏ máy. ThinkPad X1 Nano Gen 2 vẫn giữ nguyên thiết kế của các mẫu trước. Logo ThinkPad X1 được đặt chéo ở cạnh máy để người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu, khiến tổng thể chiếc máy trông vô cùng hiện đại. Các cạnh viền được bo tròn rất gọn gàng, đúng chuẩn cho một chiếc Ultrabook, được làm từ chất liệu sợi carbon để đảm bảo sự bền, nhẹ, kết hợp với hợp kim magie khiến chiếc máy này cực kỳ nhỏ gọn. Với độ dày chỉ 14,8mm, cân nặng là chỉ 966,5g, chưa đến 1kg, thì bạn hoàn toàn có thể cầm bằng một tay và mang đến mọi nơi để làm việc. Vậy nên nếu chỉ xem xét về mặt ngoại hình thì có thể thấy chiếc laptop này xứng đáng là mẫu có sức ảnh hưởng, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Và tuy là cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Lenovo trang bị một webcam Full HD để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Điều mà mình cực thích ở chiếc laptop này đó là màn hình của máy, rộng 13 inch, tấm nền IPS, độ sáng lên đến 450 nits sẽ đem đến cho bạn chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét. Bạn có thể thoải mái làm việc, giải trí trên chiếc màn hình này, cùng công nghệ anti-glare chống chói giúp bảo vệ mắt người dùng. Với công nghệ này sẽ giúp bạn chống mỏi mắt kể cả khi phải làm việc suốt một ngày dài. Và có thể thấy, dù được thiết kế rất mỏng nhưng ThinkPad X1 Nano Gen 2 vẫn đảm bảo cho người dùng trải nghiệm về mặt bàn phím và touchpad một cách hoàn hảo nhất. Bàn phím của chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu, nên bàn phím còn được trang bị đèn LED RGB để bạn có thể làm việc ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad cho cảm ứng đa điểm khiến các cú vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Bạn có thể thoải mái sử dụng chiếc touchpad này mà không cần chuột rời. Bên cạnh đó, một điều mà bất cứ ở một chiếc ThinkPad nào cũng có đó là checkpoint. Bạn có thể sử dụng nó thay cho phần touchpad cực kỳ tiện lợi. Khi sở hữu chiếc laptop này thì bạn sẽ có Intel Core i7 1260P 16GB LPDDR5, dung lượng SSD là 512GB, tần số quét lên đến 4.7GHz. Bạn có thể xử lý bất cứ tác vụ văn phòng nào như Word, PowerPoint, Excel một cách mượt mà và đăng nhập máy cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này còn được tích hợp các đồ họa Iris Excel Graphics để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh, làm video đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Và một điều chắc chắn mà không thể không nhắc đến đó là các cổng kết nối trên chiếc ThinkPad X1 Nano Gen 2 này. Với một cổng nguồn, hai cổng USB Thunderbolt 4, một jack cắm tai nghe để bạn có thể kết nối và truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Chiếc laptop này cũng được hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 để tốc độ đường truyền mạng của bạn nhanh chóng và ổn định hơn. Cùng với dung lượng pin là 3 cell 49,5Wh thì bạn có thể thoải mái sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Với những bạn hay quên mật khẩu hoặc là muốn đăng nhập máy thật nhanh thì chiếc laptop này sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý khi nó được thiết kế với tính năng bảo mật vân tay để bạn có thể đăng nhập mà không cần nhớ mật khẩu. Có thể nói thì chiếc ThinkPad X1 Nano Gen 2 này là một chiếc Ultrabook cực kỳ mỏng nhẹ, sang trọng, đạt độ bền cao, hiệu năng ổn định, phù hợp với những ai làm văn phòng, kế toán, học sinh sinh viên. Với mức giá lại đang cực kỳ ưu đãi tại An Phát thì bạn có thể ấn vào đường link mà mình để ở phía dưới để tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.